Kính thưa quý vị, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến rất nhiều du khách quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện sức khỏe, hướng tới những trải nghiệm nâng cao thể chất tinh thần khi mà đi du lịch. Và có lẽ vì vậy mà xu hướng du lịch kết hợp với chữa bệnh, chăm sóc, phục hồi hậu COVID-19 đã trở thành xu hướng trong năm 2022. Thưa quý vị, một tour du lịch có tên gọi là Sức Khỏe Vàng đã được giới thiệu tới du khách khi mà lần đầu tiên họ sẽ được trải nghiệm thiền ở trên du thuyền ngay giữa vịnh Hạ Long. Và ngay bây giờ hãy cùng phóng viên Lê Phượng của chúng tôi trải nghiệm một tour du lịch độc đáo này. Như các bạn đã biết từ xa xưa, giữa năng lượng ngày và đêm và cái nhìn sinh học của chúng ta khi nhìn thấy ảnh đó, các bạn hoàn toàn để người ta gì, người ta tập luyện trong những khoảng thời gian như vậy. Bây giờ đầu nhắm mắt, thả lỏng, tĩnh tâm, thư giãn, vân vân. Thưa quý vị, chỉ với khoảng 20 phút thôi, tôi đã học được cách hít thở sâu và chậm giúp thải độc tố từ trong cơ thể. Điều này thì giúp giảm căng thẳng, stress, mệt mỏi và đặc biệt là hồi phục sức khỏe sau thời gian mà tôi bị nhiễm COVID-19. Và có lẽ một tour du lịch giúp vừa thiền vừa được trải nghiệm không gian giữa một khung cảnh thiên nhiên như vịnh Hạ Long như thế này sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với mỗi du khách khi đến đây. Khác với hầu hết hải trình có trải nghiệm tập thái cực quyền tại Vịnh Hạ Long, hải trình Sức Khỏe Vàng được thiết kế với các bài thiền chuyên sâu về thư giãn, tự chữa lành, chú trọng vào thở chậm, sâu, giúp đào thải độc tố, cải thiện các vấn đề về sức khỏe, và đặc biệt là hồi phục sức khỏe và tổn thương hậu COVID-19. Với thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng, du khách hoàn toàn được thư giãn, thả lỏng cơ thể bằng những bài thiền cơ bản và chuyên sâu. Sau gần 2 năm tạm ngừng hoạt động vì dịch bệnh, đây được xem là một trải nghiệm mới lạ và độc đáo dành cho du khách khi đến với Vịnh Hạ Long mùa hè này. Chúng tôi mong muốn đem đến cho du khách Việt Nam cũng như quốc tế một cái trải nghiệm mới nhất, những sản phẩm mới nhất. Mà vì sao lại là thiền? Bởi vì chúng tôi muốn là khách hàng có thể được tái tạo năng lượng, được chữa lành từ bên trong sau cái quãng thời gian rất dài vì dịch bệnh. Điểm đặc biệt ở trong chương trình này là chúng tôi giữ nguyên giá, giá không đổi so với cả trước đây. Mà đặc biệt hơn nữa là khách hàng có thể vẫn được trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất của du thuyền Paradise Elegant. Được hít thật sâu, thở thật chậm, các du khách không chỉ tìm được cảm giác thư thái và bình yên trong tâm hồn, mà còn được cảm nhận vẻ đẹp khi đứng giữa kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Có lẽ đây là liều thuốc chữa lành hậu COVID-19 vô cùng hiệu quả. Ngoài việc trải nghiệm thiền trên du thuyền thì tham gia vào tour du lịch Sức Khỏe Vàng này, tôi còn được trải nghiệm rất nhiều các hoạt động khác nữa như tham quan các danh thắng trên vịnh Hạ Long hay là chèo thuyền kayak như thế này. Đây thực sự là một tour du lịch rất độc đáo, vì bình thường khi mà chúng ta tới Vịnh Hạ Long ấy thì có hoạt động ví dụ như là chúng ta đi thăm các đảo này, thăm vịnh này, rồi là bơi lội và chèo thuyền kayak mà thôi. Vâng, và với tour du lịch này thì có lẽ là để hiểu hơn ý nghĩa của việc thiền kết hợp với một tour du lịch chăm sóc sức khỏe. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi trò chuyện với ông Lê Thái Bình, giám đốc trung tâm dưỡng sinh Thiền Việt. Xin chào anh Lê Thái Bình, cảm ơn anh đã dành thời gian cho Ruyết Cuộc Sống. Thưa anh thì thiền từ lâu rồi đã có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người, như là giảm stress này, cải thiện giấc ngủ, an thần. Vậy không biết là với những người mà đã và đang mắc COVID-19 thì thiền có những tác dụng như thế nào ạ? Với những người đang bị nhiễm COVID và hậu COVID-19 thì tinh thần thường bị ảnh hưởng, suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, và thiền định sẽ giúp mỗi người sẽ biết cách cái cân bằng cảm xúc này, thư giãn và thả lỏng, hướng suy nghĩ đến những cái điều tích cực và thoát khỏi những cái nỗi sợ hãi, để mà kích thích cơ thể sản sinh ra những cái tế bào tự nhiên, những cái kháng thể tự nhiên, và loại bỏ những cái độc tố
do cái hậu Covid để lại và cân bằng những cái cảm xúc, những cái năng lượng bên trong. Vậy thì không biết là chúng ta có thể thiền ở đâu và cách thiền thì như thế nào ạ? Thiền thì là cái cách hướng suy nghĩ vào bên trong cơ thể. Thế nên là cái không gian và cái chỗ chúng ta ngồi hoàn toàn có thể tự nhiên ở đâu cũng được. Nhưng đặc biệt là những cái không gian thoáng đãng, không khí trong lành thì cái việc thiền nó sẽ giúp chúng ta hấp thụ cái năng lượng một cách tốt hơn. Khi mà chúng ta được ở trong những cái không gian đặc biệt tốt, ví dụ như là những nơi có nhiều cây xanh, rồi ví dụ như là những cái không gian thoáng đãng, thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ hấp thụ được nhiều oxy hơn, nhiều năng lượng từ vũ trụ và cơ thể tốt hơn, và từ đấy nó sẽ giúp cho chúng ta thiền định tốt hơn. Như anh có vừa chia sẻ thì có thể là chúng ta lựa chọn những không gian thiền là thoáng mát này, sạch sẽ này, và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta đang ở một không gian rất đặc biệt, đó là Vịnh Hạ Long, một di sản thiên nhiên của thế giới. Và với cái tour du lịch sức khỏe ngày hôm nay thì không biết là cái việc kết hợp giữa thiền và du lịch thì thiền ở đây thì có những cái điểm gì khác biệt so với thiền bình thường ạ? Khi chúng ta đi, chúng ta được ngắm cảnh, được ở một cái không gian thơ mộng, thì những cái căng thẳng, những cái buồn phiền, những cái mệt mỏi trong tâm thức của chúng ta được giải tỏa. Và quan trọng hơn, khi các bạn đến với cái Hạ Long, đến với cái nơi mà danh thắng của Việt Nam, thì cái năng lượng nó cũng rất là tốt lành, nó cũng là một cái năng lượng rất đặc biệt. Và khi chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta được thiền định, đọc những cái phương pháp để hướng đến thiên nhiên, để giúp cơ thể con người hòa quyện với môi trường, hòa quyện với vũ trụ và hòa quyện với cái không gian đặc biệt như thế, thì sẽ làm cơ thể của chúng ta, con người của chúng ta phục hồi nhanh hơn, và chúng ta sẽ cải thiện rất rất tốt về sức khỏe. Để chuẩn bị cho cái tour du lịch, cái chương trình như này, thì chúng tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ về một cái phương pháp, cũng như là về cái cách làm sao để mà những cái người chưa biết thiền, chưa biết đến thiền, người ta có thể tiếp thu ngay trong vòng từ 1 đến 2 buổi. Và làm sao những cái bài thiền thiết kế để làm sao nó phù hợp nhất với tất cả mọi người, ai cũng có thể tập luyện được và được cảm thụ. Ví dụ chúng tôi có những cái bài thiền như là thiền hoàng hôn, ví dụ như là thiền thư giãn, rồi ví dụ như những cái bài thiền mà đào thải độc tố, để giúp cơ thể chúng ta đào thải những cái độc tố một cách tốt nhất. Và ngay bây giờ anh có thể hướng dẫn cho khán giả một vài cái động tác thiền cơ bản nhất được không ạ? Cái bài thở mà dễ tập nhất, ai cũng có thể tập luyện được, đấy là chúng ta học cách làm chủ hơi thở. Và cái hơi thở này, khi chúng ta tập luyện quen rồi, thì cái việc hít thở bình thường của chúng ta sẽ có hơi thở dài hơn, và hơi thở sâu hơn, oxy vào trong phổi tốt hơn, nó sẽ cải thiện cái vùng bệnh lý. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thở. Đầu tiên thì chúng ta ngồi ở bất cứ đâu cũng được, ở cái không gian mà thoáng, sạch sẽ, cái hơi thở, cái không khí của chúng ta được sạch sẽ. Chúng ta ngồi, có thể ngồi thả lỏng, có thể ngồi xếp bằng, hoặc là ngồi ở tư thế mà chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Chúng ta sẽ hít vào từ từ, hít vào bằng mũi nhé. Hít vào bằng mũi. Khi hít vào thì lưỡi chúng ta đưa lên níu răng hàm trên, lưỡi chúng ta đặt lên níu răng hàm trên và hít vào từ từ. Khi hít vào thì các bạn lưu ý cái làn hơi của chúng ta thật chậm, từ từ thôi. Khi hít vào thì bụng chúng ta căng lên, bụng chúng ta căng lên, hơi đưa xuống bụng, bụng căng lên. Khi chúng ta căng bụng và không thể hít được nữa thì chúng ta bắt đầu thở ra, và chúng ta thở ra bằng miệng, lưỡi hạ xuống. Khi hít thở thì các bạn đưa lưỡi lên và hít bằng mũi. Khi chúng ta thở ra thì chúng ta sẽ thở ra bằng miệng và lưỡi chúng ta hạ xuống. Tôi có thể ví dụ. Và các bạn cứ lặp lại khoảng tầm 5 đến 10 phút.
Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Bình trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với những cái kinh nghiệm và kiến thức về thiền mà anh chia sẻ thì khán giả sẽ có thêm những cái hình thức mà cải thiện sức khỏe, hồi phục, đặc biệt là hồi phục nhanh chóng sau khi mà mắc Covid-19 ạ. Cảm ơn biên tập viên Lê Phượng về những trải nghiệm vừa rồi. Và ngoài việc chúng ta thiền ở nhà, thiền ở văn phòng ra thì nếu chúng ta được thiền ở Vịnh Hạ Long, được ngắm phong cảnh hùng vĩ như vậy thì chắc chắn đó sẽ là một liều thuốc để chúng ta có thể cải thiện được tinh thần và sức khỏe của mình, đặc biệt với những ai mà đang băn khoăn về vấn đề là hậu Covid-19.